3C. All our leaders. Tất cả những người lãnh đạo ở đây. Believe in 3C. À, sẽ sống với ba cái chữ C này. Come on. Thứ nhất ấy, là kiểu ra lệnh tuân thủ. Control. Kiểm soát. And compliance. Và tuân thủ đấy. I'm a leader. Tôi là người lãnh đạo. I am a boss. Tôi là sếp. I have to command over them. Tôi phải ra lệnh cho những người này làm việc. I have to control over them. Tôi phải kiểm soát những người này làm việc. And I expect them to. Và tôi kỳ vọng những người này phải tuân thủ tôi. I will give them instructions. Tôi sẽ hướng dẫn họ làm. And I just want them to follow. Và tôi muốn họ làm theo mà thôi. This is a typical leadership style. Đây là cái phong cách lãnh đạo rất là điển hình. That naturally comes to human beings. Mà thường thường là con người mình hay như vậy. You want to take control. Mình muốn kiểm soát. You want to command. Mình muốn ra lệnh. This was centuries old. Đấy, những cái này nó là cái phong cách lãnh đạo rất là cũ rồi. Leadership was like a tribe leader. Lãnh đạo giống như người cầm cờ ra lệnh. Strong warrior. Lúc nào cũng là giống như kiểu chiến binh nhé. So we started commanding. Đấy, chúng ta bắt đầu chúng ta ra lệnh. Controlling. Rồi là chúng ta kiểm soát. And expecting compliance. Và kỳ vọng là người ta tuân thủ mình. But business organizations don't work like that. Nhưng mà tổ chức doanh nghiệp của mình không thể nào mà làm việc như vậy được. So what is the new leadership now? Vậy thì bây giờ cái phong cách lãnh đạo mới là gì ạ? 3E. Là phong cách lãnh đạo 3E. So what are these 3E? Thì ba chữ E này là gì? First is engagement. Đầu tiên là gắn kết. Now I don't have to instruct my people. Bây giờ tôi không cần phải hướng dẫn nhân viên của tôi nữa. But I have to engage. Mà tôi phải gắn kết với họ. It is through this engagement that I will begin to connect with them. Chỉ qua cái sự gắn kết này tôi mới bắt đầu kết nối được với họ. I will understand what motivates them. Tôi sẽ hiểu được rằng là đâu là cái động lực cho họ làm việc. I will make sure that the collaboration is much better. Tôi sẽ đảm bảo rằng là họ làm việc tương tác với nhau. What is second thing? Chữ số 2 là gì ạ? Chữ E thứ 2. Enablement. Chính là sự phát triển. Enable means how do I make you become more effective? Phát triển là làm sao để tôi đào tạo cho anh để anh làm việc tốt hơn. Look at a change in the mindset. Bây giờ hãy sẽ nhìn nhận cái sự thay đổi tư duy như này. One mindset. Một kiểu tư duy là như này nhé. You want to ask me something? Chị muốn hỏi gì chị? Okay, so one mindset. Một kiểu tư duy là như này này. I'm entering into the meeting room. Tôi vào phòng họp. And my mindset is. Và tư duy của tôi là. About reviewing with them what they have done. Là giả soát xem mấy người này làm xong việc chưa. So I'm just checking. Tôi chỉ vào tôi kiểm tra thôi. To control. Là để kiểm soát. What they have done. Kiểm soát xem mấy người này làm được what cái gì they rồi. Have not done. Là chưa làm được cái gì. And give them instructions. Và ra hướng dẫn cho họ. This is mindset. Đấy là một cái kiểu tư duy nhé. If I work like that. Nếu mà tôi làm việc như vậy á. It is a 3C leadership. Đấy là lãnh đạo 3C rồi. Now I change my mindset. Bây giờ tôi thay đổi cái tư duy lãnh đạo của tôi. Now my job as a leader. Bây giờ công việc của tôi là người lãnh đạo. Is to see. Là phải xem là. How you become effective in your job. Làm sao để tôi khiến cái chị này làm việc hiệu quả hơn. How can she become more effective. Làm sao để chị này làm việc hiệu quả hơn. How can he be successful. Làm sao để anh này làm việc hiệu quả hơn. Not how will they make me successful. Chứ không phải là làm sao để những người này làm xong việc cho tôi thành công được. Not how they will make me effective. Không phải là làm thế nào để những người này làm xong việc cho tôi hài lòng. Now my mindset is. Cái tư duy của tôi bây giờ phải là enabling their power. Phát triển kích hoạt cái tiềm năng của họ. Their strength. Phát triển những cái điểm mạnh của họ. So this is called enablement. Thì đấy gọi là cái sự phát triển ạ, chữ E. Third thing is called empower. Và chữ E số 3 gọi là trao quyền. Empower means allowing them to. Trao quyền có nghĩa rằng là cho phép họ ra quyết định này. This is a different leadership. Cái này gọi là lãnh đạo hoàn toàn khác. This is not easy. Cái này không có dễ đâu. It will not happen overnight. Không phải là một đêm mà nó xảy ra được. You may not need it right now. Có thể hiện tại bây giờ các anh chị chưa cần nó. You can continue with 3C. Các anh chị có thể vẫn giữ cái phong cách lãnh đạo 3C của mình. But very soon you will. Nhưng mà rất là sớm thôi các anh chị sẽ cần phải chuyển cái phong cách lãnh đạo của mình. So that's the reason why we have to also see in our performance management. Đấy là lý do tại sao mà trong cái phần and motivating people. Trong cái phần truyền động lực rồi là quản lý hiệu suất làm việc. Cannot motivate people with this. Chúng ta không thể nào mà truyền động lực cho nhân viên khi mà chúng ta vẫn còn đang theo cái phong cách lãnh đạo cũ 3C được. It has never happened. Không thể nào mà xảy ra được. It will never happen.
không bao giờ xảy ra luôn. Small motivation I can do. Đương nhiên có thể truyền động lực nhỏ nhỏ một chút. For example, I can say I will present you a book. Ví dụ tôi bảo là tôi tặng anh một cuốn sách đi. If you sit in this meeting till 7 o'clock. Bây giờ nếu anh ngồi đây 7 giờ tôi tặng anh cuốn sách. So you will say okay. Thì anh bảo là ok thì tôi cũng ngồi đây. That is not motivation. Đấy không phải là truyền động lực đúng không ạ? I need a sustainable motivation. À, tôi cần phải có một cái động lực bền vững cơ mà. So this is three. Đấy là phong cách 3C đúng không? For large organization like với những doanh nghiệp lớn như là Vietnam Post, vân vân. We talk about three I's. Chúng ta cần phải có phong cách lãnh đạo 3 I. When the company becomes even bigger. Khi mà công ty của mình lớn hơn nữa. Like 700 people in. Ví dụ như là Sapo, 700 người chẳng hạn. Now what do leaders do? Thì bây giờ ở những cái công ty như vị trí như này thì lãnh đạo cần cái gì? Leaders have many people. Bây giờ lãnh đạo có rất là nhiều người bên dưới. You can't engage with everybody. Không thể nào mà đi gắn kết với từng người một được. You can't enable with everybody. Không thể nào mà phát triển với từng người một được. So what do you do? Thế bây giờ mình làm gì? So you do three. Thế bây giờ mình làm ba cái chữ Y này. How you inspire people? À, mình truyền cảm hứng. You influence people. Mình tác động ảnh hưởng. And you create a bigger business impact. Và mình tạo ra một cái tác động lớn. And that's the reason why. Và đấy là lý do tại sao mà Vingroup chairman, những người chủ tịch của Vingroup hay là Sun Group vân vân. Your Vietnam Post. Hay là Vietnam chairman. Post vân vân. Their main leadership style. Cái phong cách lãnh đạo của họ. Is more and more inspiring. Là càng ngày càng truyền cảm hứng cho người khác nhiều hơn. Influencing. À, gây ảnh hưởng tác động lên họ. Not commanding. Chứ không phải là ra lệnh nữa rồi. There's a difference. Hai cái này hoàn toàn khác đúng không ạ? Commanding basically is ra lệnh là sao? That you can only have one bottle of water. Đây hôm nay chị chỉ được uống một chai nước. Nothing else, please don't touch. Đây chỉ được uống một chai nước, đừng có động vào nước của người khác. This is instruction. Đấy là hướng dẫn đúng không? I expect her to. Đấy tôi kỳ vọng là chị phải tuân thủ cái điều đó. Influence is different. Còn cái việc gây ảnh hưởng tác động đấy nó hoàn toàn now, khác. Influence is ảnh hưởng ở đây là gì? We have a big challenge today. À, hôm nay chúng ta có một vấn đề lớn. Unfortunately, the water supply guy has not. À, hôm nay rất là không may mắn là cái người mang nước họ không có đến. We are 5 people. À, bây giờ chúng ta chỉ có 5 người đây. I just wanted your opinion. À, tôi muốn nghe ý kiến của chị. How should we manage? Bây giờ làm sao để chúng ta xử lý cái vấn đề này? À, cả ngày có 5 người ở đây. Five mà chúng ta chỉ có 5 cái chai nước này thôi. Any idea that you have? Chị có ý tưởng hay là có ý kiến nào không? This is đấy là gây ảnh hưởng tác động. I'm not distracting. Tôi không có hướng dẫn cái gì hết. But what will be the outcome? Nhưng mà cái kết quả đây sẽ là gì ạ? Similar. Tương tự như vậy thôi, chị cũng chỉ có một chai nước thôi. Có 5 người, 5 chai nước thì mỗi người một chai là gì? But now it comes from her. Đấy, bây giờ chị sẽ tự động, chị tự giác làm cái điều đó. In fact, she might even suggest. Thậm chí chị còn gợi ý cho tôi là I am not feeling very thirsty. Hôm nay tôi không có khát nước lắm. I'll try and save some more water. Tôi sẽ cố gắng tiết kiệm thêm một chút nước nữa. Because she requires more. Bởi vì tôi thấy chị này khát nước hơn này. Yeah, she was sick last week. Đấy, tuần trước là thấy chị ốm. This week she's okay. Tuần này thì cũng khỏi rồi. But doctor has told her to have more water. Nhưng mà bác sĩ bảo là uống nhiều nước hơn. Now we are influencing the. Đấy, bây giờ là mình gây ra một cái sức ảnh hưởng, một cái sự tác động lẫn nhau như vậy. That's what the three ideas. Đấy là một cái ví dụ nhỏ của lãnh đạo 3 Y nhé. We are influencing. Chúng ta truyền cảm hứng, chúng ta gây tác động ảnh hưởng đến họ chứ chúng ta không có đơn giản. Chúng ta truyền cảm hứng cho họ. And you are creating bigger business. Và chúng ta tạo ra một cái tác động lớn trong doanh nghiệp.